Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại Mitsubishi Moto Hà Nội để giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe sắp được Mitsubishi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander Cross. Nói về chiếc xe Xpander Cross này thì chúng ta có gì? Thứ nhất, đây là một trong những cái mẫu xe được thưởng cái ngôn ngữ thiết kế Dynamitsu, được áp dụng trên tất cả những dòng xe của Mitsubishi hiện nay rất thành công. Thứ hai, đây là một trong những chiếc xe nhập khẩu trực tiếp tại Indonesia. Thứ ba, về cái góc độ thực dụng của chiếc xe này thì Mitsubishi Xpander Cross là một trong những chiếc xe có thiết kế rất rộng rãi và có khả năng chuyên chở rất nhiều người. Bởi lẽ vậy nên là với cái mẫu xe Xpander Cross thì chúng ta có thể là sử dụng vào mục đích di chuyển đi lại hàng ngày trong gia đình, hoặc đối với các công ty, ban ngành, đoàn thể thì chúng ta có thể lựa chọn mẫu xe này để về chở nhân viên. Còn đối với những đối tượng khách hàng mà mua chiếc xe này về để kinh doanh vận tải thì đó cũng là một trong những cái sự lựa chọn rất phù hợp. Ngày hôm nay thì Mitsubishi cũng đã công bố mức giá bán đối với Xpander Cross. Và với mức giá bán là 670 triệu đồng thì mẫu xe Xpander Cross này thực sự rất phù hợp với mọi điều kiện đa phần của người dân Việt Nam nói chung. Và nếu như các bạn có lựa chọn mẫu xe này thì hãy cho chúng tôi biết bằng comment ngay phần phía bên dưới màn hình. Và để đến với cái phần giới thiệu về toàn bộ chiếc xe Xpander Cross này thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi để chúng ta nhận được những video clip mới nhất về các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá chi tiết về chiếc xe Xpander Cross này. Về tổng quan thiết kế của chiếc xe Xpander Cross thì tôi sẽ dành riêng cho chiếc xe này về 4 từ. Đó là thiết kế hiện đại, góc cạnh, mạnh mẽ và thể thao. Chúng ta có thể nhìn ngay ở phần đầu xe của chiếc xe này có thể thấy được điều đó. Với một cái ngôn ngữ thiết kế Dynamitsu thì chiếc xe Xpander Cross này nó có những gì? Chúng ta sẽ có một cái phần mặt ca lăng xe, phải nói rằng là cái thiết kế nó rất là cầu kỳ. Và với cái phần mặt ca lăng này thì chúng ta thấy được cái hơi thở của sự thời đại, cũng giống như là chúng ta thấy được những cái chi tiết thiết kế nó rất robot ở đây. Rồi phía bên dưới không thể thiếu đi những cái phần chi tiết như là hốc hút gió, lưới tản nhiệt. Đây cũng là một trong những cái phần chi tiết để nó tăng cái lưu lượng gió vào bên trong làm mát két nước, cũng như là tối ưu hóa được cái khả năng vận hành của động cơ. Và tôi cho rằng với cái phần chi tiết mặt ca lăng, lưới tản nhiệt và cái phần lưới tản nhiệt hốc hút gió này thì nó được thiết kế nó rất là rõ ràng. Điều này thì khiến cho chúng ta nhìn vào nó sẽ không bị rối mắt. Cái phần chi tiết thứ ba thì đối với mẫu xe Xpander Cross thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có những cái phần chi tiết mạng chrome hai bên. Đối với tôi thì đây là một trong những cái phần chi tiết rất đẹp mắt và đây cũng là một trong những cái điểm nhấn ở phần đầu xe. Chúng ta vẫn có hai cái giải đèn led dạng daylight ở đây. Và không thể thiếu, phía bên dưới chúng ta sẽ có cụm đèn chiếu sáng, đèn sương mù cũng được sử dụng bằng công nghệ full led. Với cái dạng chiếu sáng như này thì chúng ta có thể là tăng cái cường độ chiếu sáng tốt hơn, chiếu sáng xa hơn và quan trọng hơn hết là mai sau sửa chữa bảo dưỡng cũng sẽ đơn giản hơn. Tuy nhiên đối với Xpander Cross hơi đáng tiếc là với mẫu xe này thì lại không được trang bị những con cảm biến cảnh báo phía trước. Hơi đáng tiếc. Ok, chúng ta hãy tiến tới phần thân xe đi. Ok. Ở phần thân xe, đập vào mắt chúng ta sẽ là một trong những cái đường gân kéo dài từ phần cánh cửa trước cho tới tít tận phần đuôi ở cánh cửa phía sau. Và thực sự với cái chi tiết này thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái thiết kế ở phần thân xe rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Và cái thứ hai trên toàn bộ cái thiết kế của phần thân của chiếc xe Xpander Cross, các bạn có thấy là chúng ta sẽ có thêm những cái phần chi tiết ốp vòng cua lốp được sơn đen ở đây. Và phần ba bu lê cũng vậy. Cái chi tiết tiếp theo đó là phần thanh giá nắp ở trên này. Cái chi tiết này nó tăng lên cái vẻ đồ sộ trong mẫu xe Xpander Cross. Nó còn là một trong những cái chi tiết rất hữu dụng khi mà chúng ta có thể là chúng ta để những vật dụng to, vật dụng lỉnh kỉnh như là xe đạp, như là lướt ván, như là liều trại, chúng ta có thể để lên trên này để chúng ta chẳng buộc. Nó sẽ dễ dàng hơn so là cái việc chúng ta là để bên trong khoang cabin xe. Ok, ngoài ra thì Mitsubishi mang tới đây là một trong những cái chiếc xe cũng mang rất nhiều những cái chi tiết lịch sự. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta sẽ có những cái viền mạ chrome đây, trông rất là đẹp, lịch sự đúng không ạ? Rồi tay nắm cửa cũng được mạ chrome. Rồi gương chiếu hậu cũng được mạ chrome. Và đối với một cái mẫu xe với mức giá bán là khoảng tầm 670 triệu đồng thì chúng ta sẽ không thể thiếu đi một cái phần gương có khả năng chỉnh điện, gập điện và có đèn xin nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm ở đây. Ok, ngoài ra tất cả những cái điều đó sẽ lu mờ bởi một bộ la răng kích thước 17 inch.
17 inch với cấu hình, với cách tạo hình là 5 chấu và được phay sáng ở đây. Trông rất phù hợp với cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal trên toàn bộ chiếc xe Xpander Cross, cũng như là rất phù hợp với một mẫu xe có cái thân hình to đô như là Xpander Cross. Ok. Còn về kích thước tổng thể, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của Xpander Cross thì mẫu xe này có kích thước lớn hơn một chút so với mẫu xe MPV Xpander. Tuy nhiên, so sánh với những cái mẫu xe đối thủ như là Toyota Rush, như là Suzuki XL7 thì Xpander Cross đang có những cái con số đỉnh hơn. Và những con số thì chúng tôi sẽ đặt ngay bên trên màn hình để cho các bạn có thể tiện tham gia và theo dõi. Còn về cái trục cơ sở của xe thì mẫu xe Xpander Cross nó có một cái phần trục cơ sở tương đương với mẫu xe MPV Xpander, cụ thể đó là 2775mm. Và với con số như này thì chúng ta sẽ có một cái không gian nội thất rất là rộng rãi. Và lát chút nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá bên trong nội thất xe. Chi tiết tiếp theo tôi muốn chia sẻ cho các bạn với một cái mẫu xe SUV thì mẫu xe này phải nói rằng là nó có một cái trục cơ sở lớn, rồi cái thiết kế rất là rộng rãi. Tuy nhiên thì với một cái khoảng sáng gầm rất là lớn, lên tới 225mm, thì các bạn có thể thấy là cái góc thoát phía trước và phía sau của mẫu xe Xpander này rất lớn. Điều này thì giúp cho Xpander có thể dễ dàng đi qua những cung đường off-road một cách dễ dàng nhất. Theo thông số kỹ thuật của Mitsubishi Việt Nam thì Xpander có một cái khả năng lội nước lên tới 400mm. Và với cái khả năng lội nước lên tới 400mm thì Xpander có thể dễ dàng chinh phục tất cả những cung đường mà thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước. Với phần đuôi xe của Xpander Cross thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ vẫn có một cái cụm đèn sử dụng kiểu dạng LED 3D giống với Xpander thông thường. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt giữa Xpander Cross và Xpander thông thường đó là chúng ta sẽ có thêm những cái phần thanh ngang kết nối giữa hai cụm đèn được sơn đen ở đây, trông rất là thể thao đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có thêm những cái cản ba lật sốc được sơn đen ở đây và kết hợp với những cái khuếch tán hốc hút gió ở đây, trông rất là đẹp. Và đây cũng là một trong những cái sự khác biệt giữa Xpander thông thường và Xpander Cross. Đối với Xpander Cross thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái phần chi tiết camera lùi đây đó, và cánh gió được thêm những phần chi tiết đèn phanh ở đây. Tuy nhiên hơi đáng tiếc ở phía đằng sau cũng chưa được trang bị thêm những con cảm biến cảnh báo va chạm. Ok, khám phá một chút phần nội thất xe. Với Xpander Cross thì chúng ta sẽ có cái phần cốp xe được mở bằng cơ thôi chứ không phải bằng điện nha các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có một cái không gian bên trong rất là rộng, đúng không ạ? Rất là rộng, không cần phải bàn nữa rồi. Với không gian như này thì chúng ta có thể để rất nhiều vali đồ cũng như là những vật dụng lỉnh kỉnh. Còn bây giờ thì tôi xin phép mời các bạn vào bên trong nội thất của chiếc xe Xpander Cross. Okay. Bước vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Xpander Cross thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng không khác gì nhiều so với mẫu xe MPV Xpander. Chúng ta sẽ có hai cái tông màu nội thất, màu kem bên trên trần và đồng thời là xung quanh đó là những cái tông màu đen với ghế hai tông màu, và kết hợp rất nhiều những cái phần chi tiết mạ chrome xung quanh như là tablo xe, bên trên vô lăng, rồi những cái viền mạ chrome bên trên màn hình 7 inch ở đây. Và với cái màn hình 7 inch như thế này thì chúng ta có thể kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Các bạn có thể tưởng tượng rằng là chúng ta có thể kết nối với Google Maps, với cả YouTube, với cả những cái ứng dụng ở trên điện thoại chúng ta thông qua cái màn hình 7 inch này, thông qua công nghệ Apple CarPlay và Android Auto. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ có những cái cổng sạc USB ở đây, nút cắm USB, rồi cổng sạc 12V ở đây. Và ở phía bên dưới thì tất nhiên rồi, với mẫu xe khoảng tầm mức giá 670 đến 680 triệu đồng thì chúng ta sẽ không có cái phần hệ thống điều hòa này được sử dụng bằng tự động, hơi đáng tiếc. Điều hòa ở đây thì chúng ta chỉ chỉnh tay thôi. Và đối với cái mẫu xe Xpander Cross thì các bạn có thể thấy là những cái chi tiết rất quen thuộc giống với mẫu xe MPV Xpander, đó là phần chi tiết vân giả carbon ở bên trên mặt táp ly và táp lô xe, đúng không ạ? Táp ly và táp lô xe đều được sử dụng, đều được ốp những cái miếng vân giả carbon, ốp carbon ở đây. Bên trên vô lăng xe cũng được ốp những cái phần da rất là mềm. Tuy nhiên thì tôi khuyên các bạn, nếu như các bạn lựa chọn cái mẫu xe này về, các bạn nên bọc thêm những cái phần vô lăng xe để chúng ta cầm nắm vô lăng chắc chắn hơn. Và đối với trên vô lăng của chiếc xe Xpander thì các bạn có thể thấy rằng là nó có sẽ có những cái nút bấm như là tăng giảm âm lượng, rồi set ga tốc độ, cruise control, điều khiển ra lệnh giọng nói,
và nghe gọi điện thoại rảnh tay. Rồi ok, và đối với cái phần vô lăng này thì chúng ta có thể chỉnh được 4 hướng khác nhau. 1, 2, 3, 4, 4 hướng khác nhau. Bên tay phải của tôi thì mẫu xe Xpander Cross còn được trang bị thêm cái khởi động Start-Stop. Phần chi tiết khởi động Start-Stop chúng ta không cần phải mở bằng chìa khóa cơ như thông thường nữa. Rồi phần ghế da với hai tông màu, giữa màu nâu và màu đen. Và tôi cho rằng cái vật liệu da ở đây thì nó cũng không phải là da cao cấp, da xịn như các dòng xe cao cấp đâu. Tuy nhiên thì đối với một cái mẫu xe với mức giá tiền là khoảng tầm 670-680 triệu thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Với cái vật liệu da như này tôi nghĩ rất là ổn rồi. Còn hơn là chúng ta sử dụng bằng cái vật liệu nỉ, nó rất là nóng và đồng thời nó cũng rất là bẩn. Và ghế bên lái của tôi thì có khả năng chỉnh 6 hướng, còn ghế bên phụ thì chỉnh 4 hướng. Và đối với tôi thì khi mà ngồi vào bên trong cái khoang nội thất của mẫu xe Xpander ấy thì cái vị trí ngồi này nó rất là rộng và thông thoáng. Cái tầm nhìn của nó sẽ bao quát tất cả những cái phương tiện phía trước. Và tôi thấy được rằng là cái cột chữ A của mẫu xe Xpander nó cũng vừa phải. Nó không nhỏ, nó cũng không to, nó vừa phải. Nó đảm bảo chúng ta có thể quan sát tất cả những cái điểm mù phía đằng trước và phía đằng sau. Và đối với chiếc xe Xpander Cross thì mẫu xe này cũng được sử dụng một cái khối động cơ 1.5 lít Mivec sản sinh ra 104 mã lực ở những giải vòng tua khoảng tầm 6.000 vòng trên 1 phút và moment xoắn là 141 Newton ở những giải vòng tua khoảng 6.000 vòng trên 1 phút. Vẫn được kết hợp với một cái cụm hộp số 4 cấp và hệ thống dẫn động cực trước, gần như là bê nguyên những cái thông số từ mẫu xe MPV Xpander sang. Và với những cái trang bị an toàn thì Mitsubishi mang tới Xpander Cross là những cái công nghệ như là chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực kéo và khởi hành ăn dốc. Còn đối với mẫu xe Xpander Cross cũng vẫn chỉ được trang bị hai túi khí phía đằng trước mà thôi. Ok, các bạn có thể thấy là với một cái không gian rất là rộng, không gian của mẫu xe Xpander Cross rất là rộng. Với tôi là một người mà có cái chiều cao là 1m75 và cân nặng khoảng 80 cân, các bạn có thể thấy vừa rồi là tôi có thể đi qua đi lại hàng ghế phía bên trái và phía bên phải một cách rất là vô tư, thoải mái. Cho thấy là cái khoang ghế hành khách phía đằng sau mẫu xe này thực sự rất là rộng. Điều đó nó tỷ lệ thuận với cái trục cơ sở của xe. Và tất nhiên rồi, chúng ta phía đằng sau sẽ có thêm cái phần cửa gió điều hòa ở đây, rất là tiện lợi. Với cái nhiệt độ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rất là nóng thì với cửa gió điều hòa như này sẽ giúp cho chúng ta có thêm được những cái không gian rất là thoáng mát và mát mẻ cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Giống với chiếc xe Xpander thì phần ghế ngồi phía đằng sau thực sự rất là rộng và thênh thang. Ngồi với ba người ở đây tôi nghĩ rằng cũng rất là thoải mái và ok. Tuy nhiên với hàng ghế thứ ba thì có lẽ rằng là nó cũng không phải thực sự là nó dành cho những người lớn. Hàng ghế thứ ba thì thông thường sẽ dành cho trẻ con. Với lẽ vậy nên là nó cũng sẽ có những không gian không phải thực sự rộng lắm. Tuy nhiên với những người mà có chiều cao khoảng dưới 1m65 tôi nghĩ rằng cũng rất là ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá thực tế. Với hàng ghế thứ ba thì thực sự như tôi đã dự đoán thì nó cũng không phải thực sự rộng cho lắm. Tuy nhiên thì với những người có chiều cao khoảng 1m65 đổ xuống ngồi hàng ghế này hoặc với trẻ con thì cũng rất là ok. Còn đối với tôi thì tôi là một người có chiều cao tương đối là phổ thông đối với người miền dân Việt Nam nói chung. Ngồi ở cái vị trí ghế này thì thực sự nó cũng không cảm thấy là thoải mái. Tuy nhiên ngồi khoảng tầm 10-15 phút, khoảng 20 phút thì cũng rất là ok rồi. Cũng không có những cái điều gì chúng ta cần phải e ngại. Với mức giá bán 670 triệu đồng và một cái thiết kế rất là rộng rãi, thiết kế phía bên ngoài rất là đẹp mắt, thì tôi nghĩ rằng mẫu xe Mitsubishi Xpander sẽ lại là một trong những cái chiếc xe gặt hái được rất nhiều thành công ở tại thị trường Việt Nam. Và ở trong phân khúc này chúng ta sẽ nói đến đó là Toyota Rush, đó là Suzuki XL7. Tuy nhiên thì với cái ngoại hình thiết kế Dynamic Seal như mẫu xe Xpander Cross này thì mẫu xe này sẽ chắc chắn là một trong những mẫu xe sẽ thành công của Mitsubishi Việt Nam. Và các bạn nghĩ sao về mẫu xe Xpander Cross? Hãy cho chúng tôi biết bằng comment ngay phần phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.